À, bạn ấy đang xúc đất đấy. Bạn Tin Tin đang xúc đất nha các bạn nha. Một chiếc máy xúc rất là đẹp luôn. À, wow. Hình như bạn lại thấy có một cái gì đây. Xem nào, bạn Tin Tin thấy cái gì đây? Ô, oh, chỉ xem nào. Ui, đúng rồi. Ở trên cây có gì các bạn ơi? À, ở đây có một cái chậu này các bạn này. Xem bạn Tin Tin thấy cái gì nào. Ôi, thấy một chiếc xe các bạn ơi. Wow, đây là một chiếc xe trộn bê tông này. Ôi, em ý có thể quay được cái trộn bê tông các bạn nha. À, rất là thích luôn này các bạn này. À, chiếc xe này có thể đi được không? Bạn thử cho xuống dưới đi xem nào. Ui, chiếc xe trộn bê tông này có thể đi được này các bạn này. Quay đầu nào. En, ui dồi, đi nhanh lên nào. En, ui, đi vào trong chậu luôn rồi các bạn ơi. Wow, cho vào trong chậu nha. Nào, ở bên nào nào. À, đi tìm ở trong cái bụi cây này xem có không nào. Đâu, bạn chỉ xem nào. Ở đâu? À, trong này à? Đâu, xem nào, trong này có không? Ui, ở đây có một chiếc gì đây? À, một khẩu súng đồ chơi các bạn ơi. À, một khẩu súng đồ chơi nha. À, có thể bắn được đấy. Nào, bạn thử bắn thử xem nào. À, xem nào, để xa ra nào. Bắn nào, kéo súng nào. Wow, bắn đi. Wow, ok. Nào, bạn cho vào đây. À, xem trong cái kia có không nào. À, cái lùm này là lùm cây gì đây? Cây cà đấy các bạn ơi. Nào, xem trong này có không nào. Bạn thử tìm thế nào. Ui, ui, sâu thế. Ui, cái gì đây? Ui, một chiếc xe cảnh sát này các bạn này. Wow, một chiếc xe cảnh sát màu trắng nha. Có thể mở cửa được không? À, em này không mở cửa được đâu. Nhưng em ấy có cái đèn ở trên đầu đấy các bạn ạ. À, rất là xịn sò luôn. Một em police car. Có thể đi được này các bạn này. Đấy. Win. Nào, chiếc xe này đi nào. Chiếc xe cảnh sát đi đi. Pip. Đi vào trong chậu đi. Win. Boom. Ho. Ok, một chiếc xe cảnh sát nha các bạn nhá. Nào, cùng mình đi tìm tiếp đi. Đâu, bạn chỉ thế nào. Ở đâu? Bên nào? À, bên vườn cây à. Nào, thử đi vào vườn cây nào. Ui, ở vườn cây lại có một chiếc xe này các bạn này. À, đây là một chiếc máy xúc này. Ôi, chiếc máy xúc này có thể nâng được cân này. À, chiếc máy xúc này có thể xúc đất này. À, bạn ấy đang xúc đất đấy. Bạn Tin Tin đang xúc đất nha các bạn nha. Một chiếc máy xúc rất là đẹp luôn. À, wow. Hô, úi chà. Wow. Đấy. Rồi, bạn Tin Tin cho vào trong chậu nào. Wow, hôm nay bạn Tin Tin rất là giỏi nha. Bạn Tin Tin tìm được rất nhiều đồ chơi đấy. À, nào, ok, let's go. À, từ từ nhá, để đi tìm đã. Xem ở trong khu vườn này có không nào. Bạn Tin Tin đi ra đây đi tìm cùng mình nào. Nào, bên khu vườn này có không nhỉ. À, ui, cái kìa bạn ơi. Đây này, đấy. Ui, ui, có hai chiếc xe luôn. À, ui, hai chiếc xe liền nhá. Ô, mình xem nào. Ô, đây là một chiếc xe Monster Truck các bạn ạ. À, Speed nha. À, đây là cái ống xả của em này. Wow, em này rất là xịn sò luôn các bạn ơi. Wow. À, bạn Tin Tin nhặt được một chiếc xe gì nữa đây? À, bạn Tin Tin đang nhặt được một chiếc police car. Wow. Ồ, chiếc xe cảnh sát này đẹp quá nhở. Bạn Tin Tin giỏi quá. À, u chà, một chiếc xe police. Ok. Rồi. Nào, bạn Tin Tin đi tìm tiếp đi. Xem nào. À, ui, bạn ấy đang tìm thấy cái gì đây? Ô, một chiếc xe nữa này. Wow. Ồ, bạn Tin Tin giỏi quá. Bạn Tin Tin nhặt được một chiếc xe gì đây? Mình xem nào. À, đây là một chiếc xe cứu hỏa đấy các bạn ơi. Một chiếc xe cứu hỏa có cần cẩu ở trên này nhá. À, đây là cái khẩu súng bắn nước này. Đấy. Khẩu súng này có thể đi tưới nước để đi dập lửa đấy các bạn ạ. Một chiếc xe cứu hỏa màu đỏ rất là đẹp nhá. Rescue truck. Ok. Crane rescue. Ồ, bạn đi tìm đi xem là thấy không nào. Ui, trên cây kìa các bạn ơi. À, bạn Tin Tin lại nhìn thấy một chiếc xe nữa này. À, chiếc xe gì đấy bạn? À, đây là một chiếc tàu hỏa Thomas Train. Hello, I am Train. Đấy, đây là chiếc mặt cười của tàu hỏa Thomas nha. Đấy, trên này là chữ gì đây? Mình xem nào. À, trên này cũng là Hello, I am Train. Xin chào, tôi là Train, một chiếc tàu hỏa Thomas. À, ok. À, bạn ấy có thể đi được này. Win.
bạn này có thể đi nhanh hơn không? Đen. Đen. Ui ôi, bạn ấy bay đi đâu đấy? Bạn ấy bay đi đâu ấy? Boom, bạn ấy đã bay vào trong chậu rồi các bạn ơi. À, bạn Tin Tin ơi, mình sẽ đi ra đây đi. Đi ra khu vườn bên cạnh này xem có thấy gì không nhá. Bạn đi trước đi. Nào, bạn đi tìm hộ mình nhá. Nào, xem có thấy không nhá. Ôi chà, wow, wow, wow. Đâu, xem trong khu vườn này có không. Ui, ui, bạn Tin Tin thấy có cái gì đây? Ui, một chiếc xe rất là to các bạn ơi. À, bạn Tin Tin tìm được một chiếc Monster Truck siêu to khổng lồ luôn này các bạn này. Wow, chiếc xe xe Monster Truck này lốp rất là to này các bạn này. Đấy, có cả đèn ở trên đầu luôn. Rất là xịn sò cho các bạn nhá. À, bạn Tin Tin sẽ đi thử cho các bạn xem nhá. Chà, quay đầu đi. Ui, bạn bay đi đâu đây? À, bạn Tin Tin đã cho bay vào trong chậu rồi. Rồi, nào bạn Tin Tin ơi, chúng mình lại đi tìm tiếp đi. Xem trong khu vườn này còn gì nữa không nhá. Nào bạn Tin Tin đi tìm nhá. Nào, xem có thấy gì không nào. Ui, bạn ấy đang tìm thấy cái gì này. Wow, các bạn ơi, bạn Tin Tin tìm được một chiếc xe rất là to. Ui, chiếc xe này siêu to khổng lồ luôn này. Đấy, mình xem nào. À, đây là một chiếc xe chở máy này các bạn này. À, chiếc xe chở máy này có thể quay được cái này này. Đấy, cái này để khóa bánh xe này các bạn này. Đây nhá, như này là khóa bánh xe này. Để đặt một chiếc xe lên đây này. À, là không bị đổ nhá các bạn nhá. Đây là chiếc xe cảnh sát này, vừa in luôn. Đấy, wow, rất xịn sò luôn. Rồi. À, chiếc xe này có thể đi được luôn này các bạn này. Nên. Rồi, cho chiếc xe vào trong chậu đi các bạn ơi. Ok. Nào bạn Tin Tin ơi, nào đi tìm đi, xem còn nữa không nào. Bạn Tin Tin hôm nay đi tìm đồ chơi cùng mình rất là giỏi nhé các bạn nhé. Bạn ấy tìm được rất là nhiều đồ chơi rồi các bạn ơi. Ê, hình như bạn lại thấy có một cái gì đây. Xem nào, bạn Tin Tin thấy cái gì đây. Ô, bạn Tin Tin nhặt được một chiếc xe nữa này. Wow. Ô, đây là một chiếc xe cứu thương. Ambulance. À, wow. Có thể mở cửa được luôn này các bạn này. À, đây là đèn xanh đỏ trên đầu này. Có cả kèn này nhá. Đây là chiếc kèn này. Khi nào có bệnh nhân gọi điện thì chiếc xe cứu thương sẽ bật đèn lên và còi sẽ bắt đầu kêu. Pop 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 pop. Hai. Ok. À, bạn sẽ cho vào trong chậu nhá. Ok. Ui các bạn ơi, hôm nay bạn Tin Tin nhặt được rất nhiều đồ chơi trong chậu này. Bây giờ bạn Tin Tin sẽ đi tìm tiếp đi. Đi sang bên này xem là có thấy không. À, bạn Tin Tin đi thử tìm như thế này. À, bạn Tin Tin. Đâu, bạn Tin Tin thấy không? Chỉ thế nào. Ui đúng rồi, ở trên cây có gì các bạn ơi. Đấy, bạn Tin Tin tìm thấy cái gì đây. Ồ, bạn Tin Tin đem về đây xem nào. À, bạn Tin Tin nhặt được một chiếc school bus. Wow, một chiếc xe school bus nha. Chiếc xe buýt trường học đấy các bạn ơi. Ok. Wow, rất là đẹp nha. Cho vào đây luôn. À, bạn Tin Tin này, bạn Tin Tin thử đi ra kia ngó đi, xem có thấy nữa không nhá. Nào, bên này còn không à bạn Tin Tin? Bạn nhìn thấy không? Không à. Nào, thế thì mình quay lại đi, xem là có còn nữa không nào. Nào bạn Tin Tin thử ngó xem là có thấy nữa không nào. Rồi, trên cây này. Mình thấy ở trên cây có cái gì đây này. Bên này này. À, đúng rồi. Mình đã thấy có một chiếc xe nữa này các bạn ơi. Wow, đây là chiếc xe gì đây? À, không phải đâu các bạn ơi. Đây là một chiếc xe máy cày. Chiếc xe máy kéo nhá. Đây là cái rơ móc để kéo này. Đấy. Đi... đi cấy lúa này, trồng cây này, đấy, gặt lúa này. Ui, chiếc xe rất là xịn sò luôn đấy các bạn ạ. Nào, đi nào. Pip 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 pip. En vào cua. Pip 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 pip. Wow. Em ấy đi rất là xịn sò luôn. Đấy. Cho vào trong chậu luôn nha các bạn ơi. Nào. Chúng mình cùng đi tìm tiếp đi các bạn ơi. Bạn Tin Tin dẫn đường đi. Xem có thấy xe đồ chơi nào nữa không nào. À, bạn Tin Tin đang đi tìm đấy. Bạn Tin Tin thấy ở đâu nữa không? Wow, bạn Tin Tin lại thấy một chiếc xe nữa này các bạn ơi. Chiếc xe này rất là to nhá. Ôi, bạn Tin Tin nhặt được chiếc xe gì đây?
À, đây là chiếc xe trộn bê tông này các bạn này. À, có thể quay được bê tông này. À, em này hơi bị mắc kẹt. À, đây là cái đổ bê tông nhá. Máng đổ bê tông này. Rồi, cái này là để quay bê tông này các bạn này. Đấy, quay ở đây nhá. Rồi, thì cái chỗ bồn trộn bê tông nó sẽ quay này. Đây là cái bồn trộn bê tông nhá các bạn nhá. Wow. Ok, rồi. Mình sẽ cho em xe trộn bê tông vào trong chậu nhá. Ôi các bạn ơi, hôm nay bạn Tin Tin nhặt được một chậu đồ chơi này. Xin chào các bạn nha.